Vâng, chào mừng quý vị trở lại kênh YouTube của Đỗ Công Tám nhá. Và thì bây giờ là 4 giờ chiều ngày 9 tháng 10 năm 2019 và thì tôi đang có mặt tại thành phố Yên Bái nhá. Và để bàn giao chiếc sập trên quỳ dạ cá của gỗ hương đỏ Nam Phi cho anh Thắng Lý và tại thành phố Yên Bái. Và đây vợ chồng anh đang, tôi vừa bàn giao xong, vợ chồng anh đang đi uống rượu đấy. Đang lên xe uống rượu đấy. Kia là ông bà bố mẹ đẻ của anh Thắng Lý đó. Đó, tôi quay cho quý vị xem thấy toàn cảnh công viên nước của thành phố Yên Bái đó, rất chi là đẹp. Nhà anh ngay ở cạnh công viên nước của thành phố Yên Bái, rất là bao la và rất là đẹp. Đó, chiếc xe ô tô chúng tôi đang quay đầu để chuẩn bị. Còn thì bây giờ tôi sẽ vào trong nhà quay chi tiết cái sập chúng tôi vừa mới lắp cho nhà anh. Vâng, ông ơi, cho con vào con, cho con vào con quay cái sập lại tí. Đấy, vâng, vâng. Vâng. Đấy, không cho con chó này rất là đẹp. Vâng. Thì bây giờ tôi sẽ vào quay chi tiết cái sập tôi vừa lắp của nhà anh Thắng Lý ở thành phố Yên Bái cho quý vị cùng chiêm ngưỡng nhá. Ngôi nhà anh rất đẹp, rất là rộng rãi, không gian thông từ phòng khách sang phòng bếp đấy, rất là đẹp. Đây thì giới thiệu quý vị là chi tiết cái sập của chúng tôi vừa lắp cho nhà anh đây. Anh này có một cái phòng xếp ở chỗ giữa phòng bếp và phòng khách, và anh sẽ kê cái sập đây cho là để anh những buổi chiều anh ngồi anh thưởng ngoạn trà đây, rất là đẹp. Có một cửa sổ thông ra ngoài sân chơi của anh. Vâng, giới thiệu quý vị chiếc sập này là được chúng tôi chọn vân rất là đẹp nhé, làn sóng biển luôn đấy, rất là tự nhiên, nên gỗ tự nhiên nhé, không hề tạo vân chút nào nhé. Và chiếc sập này giới thiệu quý vị là có kích thước là 1m8 × 2m2, chân 24, dạ tiền 10 phân, dạ đốc cũng 10 phân và cổ liền. Và được những cái mặt là 2 tấm luôn, 2 lá. Và cái ưu điểm cái sập này là quý vị nhìn vân nó rất là dịu dàng thôi, lãng đãng một áng mây trôi thôi nhá, không rộng lắm, không dối lắm và rất là đẹp. Đó. Quý vị nào có nhu cầu sở hữu một chiếc sập đẹp như của anh Thắng Lý thành phố Yên Bái này thì sẽ xin liên hệ với cơ sở đồ gỗ Tùng Tám thôi nhá, có số điện thoại là 0987 510806 và cơ sở chúng tôi nằm tại xã Gỗ quận Cầu Huê tỉnh Phú Thọ, trực tiếp sản xuất đồ gỗ tự nhiên luôn. Và đây hình ảnh quý vị, đây là chiếc sập chúng tôi vừa lắp đặt xong, hình ảnh Thắng Lý ở thành phố Yên Bái, hương đỏ Nam Phi, rất chi là hợp lý, giá thành chất lượng đẹp và bền đẹp rẻ. Và được, và sản phẩm này thì được chúng tôi bảo hành vĩnh viễn luôn, trọn đời luôn, mối mọt luôn, nên là ai sử dụng thì rất là yên tâm. Vâng, thì xin chân thành cảm ơn vợ chồng anh Thắng Lý nhé. Vâng, từ thành phố Yên Bái đã về tại cơ sở đồ gỗ Tùng Tám tôi để đặt và nay đã sở hữu một chiếc sập đẹp như này. Vâng, thì xin chân thành cảm ơn vợ chồng anh và chúc quý vị ở trên màn hình nhỏ một lời chúc tốt đẹp nhất nhé. Và thì ngày ngày sẽ vứt chút thời gian để theo dõi kênh đồ gỗ của Tùng Tám thôi nhé. Xin chân thành cảm ơn.